Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình có mấy cái cưa đĩa thì giới thiệu đến các bạn nha. Hôm nay mình có 4 cây. Thì đây là có 3 cây Ryobi, một cây Makita. Thì trong đây mình sẽ giới thiệu từ cây nha. Hôm nay mình không cắt gỗ nha các bạn. Lý do là giờ cũng khuya rồi. Mình chỉ test máy chạy cho các bạn xem độ mạnh của máy và cái độ im của máy thôi. Còn về vấn đề về cắt gỗ thì mình nghĩ các bạn thấy chạy ok là cắt là ok rồi. Tại giờ ban đêm mà mình quay video mình không có test cho các bạn xem được. Thì đầu tiên cây Ryobi này ha. Cái Ryobi này model nó là W660ED. Này điện 100V, 1150W, 4000 vòng trên 1 phút ha các bạn. Đó. Cây này thì rất là mới luôn. Mới ken xà beng luôn ha các bạn. Nhưng cái lưỡi này bị mẻ răng rồi. Lưỡi này thì chắc phải thay lưỡi mới mà mình bán xem mình sẽ thay lưỡi mới cho các bạn. Cây này thì quay nghiêng 45 độ luôn ha các bạn. Em quay cái đèn ăn xíu ha. Đây mấy cái bảng 45 độ này, nó đầy đủ chức năng ha. Cây này thì rất là mới luôn. Để nhôm. Đó. Bạn xem ha. Cây này đầy đủ. Cái cây này mình bán với giá là 900.000 ha các bạn. Cây này 900.000 mình sẽ thay lưỡi mới cho các bạn. Cây này thay lưỡi mới ha. Cái lưỡi này thì mẻ rồi. Thì giờ để mình test thử cho bạn xem ha. Đây. Cái mấy cái con Ryobi thì nó hay ở chỗ là khi mình có thể điều chỉnh được cái mức sâu cạn này. Ở đây thì con này mình cắt được 65 luôn ha các bạn. Cái lưỡi nó là cái lưỡi 106 đến 172 ha các bạn. Đó. Rồi giờ mình sẽ test thử cho bạn xem nó chạy nha. Con này có đèn ha các bạn. Đó. Đèn đầy đủ ha. Các bạn nghe tiếng chạy của nó ha. Thắng đầy đủ ha. Con này rất là ok luôn á. Okay. Đó là xong con đầu tiên nha các bạn. Con này giá 900.000 ha. Con này 900.000 lưỡi mình sẽ thay lưỡi mới cho các bạn. Rồi, tới con thứ hai ha. Con thứ hai cũng là Ryobi luôn ha các bạn. Ryobi. Con này thì nhìn cũng khá là mới nhưng nó mất cái model rồi. Model này nó bị khoai nè. Nhìn cũng rất là mới nha các bạn. Đó. Để nhôm hết nè. Đó. Con này thì nó bị sần bên đây một xíu. Nhưng không ảnh hưởng gì ha. Con này thì cũng có đèn luôn. Quay 45 độ. Điều chỉnh sâu cạn mức này luôn ha. Con này cũng cắt đến dày 60 ha các bạn. Đó. Thì giờ mình dây điện này dây điện bãi hết nha các bạn. Dây bãi luôn ha. Dây điện cho bạn xem ha. À con này có đèn nè các bạn. Đó. À. Bạn thấy thắng à. Con nào cũng đầy đủ thắng nè. Rất là mới nha các bạn. Để nhôm hết. Thiên 45 độ. Đầy đủ ha. Rồi con xong con thứ hai, con này bán với giá 800.000 ha các bạn. 800.000. 800.000 con nha. Rồi xong con thứ hai ha. Tới con số 3 cũng Ryobi luôn. Lưỡi này lưỡi theo máy nó, lưỡi con rất là bé ha. Nó nhìn nó sát nhưng còn rất là bé. Con này Ryobi là
62ED. Con này cũng 1150W, 4000 vòng trên phút. Đế nhôm luôn ha các bạn. Đó. Nói chung nhiên 45 độ đầy đủ. Thì cái con này cũng cắt được 45 độ ha các bạn. Cắt được 6 phần trở lại ha. Rồi. Thì cái con này thì cái chui điện nó bữa mình về là nó bị gãy chui điện nên mình thay mình gắn cái chui điện khác vô ha. Cái chỗ này nó bị gãy ngang, mình gắn cái chui khác vô. Chui này chui xịn đàng hoàng nha các bạn. Dây điện thì dây gãy. Dây gãy hết nha các bạn. Rồi. Con này cũng có đèn luôn nha các bạn. Đó. Đèn đầy đủ ha. Mấy con này thì rất là ok, là nó khởi động mềm và chạy rất là nghe tiếng máy rất là im nè. Thắng đầy đủ ha. Đó, rất là ngon ha. Rồi con này 800 luôn ha các bạn. Xong con số 3 ha. Rồi con thứ 4. Con tư là con Makita. Con này thì mắc thắng nha các bạn. Con này thì đã mắc thắng rồi. Mấy con này lưỡng 165 hết nha các bạn. Có con đầu tiên, Real Bi đầu tiên là 172 nha các bạn. To hơn xíu. Rồi con này model là bạn thấy không? 5732C. Con này rất là mới. Những con cái con này bị mắc thắng rồi. Con này bị mắc thắng. Mắc thắng Makita. Thực tế mà các bạn nếu mà bạn nào xài ở nhà thì cũng không cần thiết có thắng lắm, nhưng nó không đầy đủ chức năng thôi, nó mắc thắng. Con này mình sẽ bán rẻ hơn xíu ha. Con này thì có đèn đầy đủ rồi. Đèn này đèn báo nè. Ở đây đèn dưới nè, mình thể tắt mình bật nè. Đó. Tắt bật được luôn ha. Thì con Makita thì nó mấy con này đều là khởi động mềm hết nha các bạn. Rồi mình test thử cho các bạn xem. Con này mắc thắng nha các bạn. Đó, nó mắc thắng. Một con này cái dòng tua nó thì 4100 vòng trên phút. 1140W ha. Con này thì Made in Japan luôn nha các bạn. Mình thấy Made in Japan ha. Rồi con này thì mình bán với giá 750 nha các bạn. Con này vừa bán với giá 750 nha. Con Makita này mình bán với giá 750. Tại lý do nó mất thắng. Lưỡi thì lưỡi điên theo máy nó nha. Đó. Rồi, đó là xong 4 con ha các bạn. Thì bạn nào mua thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0908875468. Các bạn xem video nhớ like, subscribe kênh của mình ha. Rồi. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn ha.